Xin kính chào các đồng chí quý vị và các bạn. Mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020. Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát chống dịch COVID-19. Triệt phá băng nhóm chuyên móc túi tại các khu du lịch. Cuối chuyên mục là phóng sự cảnh báo trẻ hóa tội phạm ma túy ở thành phố Đà Lạt. Bây giờ là nội dung của chuyên mục. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an, quân đội các cấp đã thường xuyên trao đổi, phối hợp nhằm thống nhất trong nhận định đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương nhiều chủ trương giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, lãnh đạo hai bộ yêu cầu lực lượng công an, quân đội các cấp tiếp tục duy trì, tăng cường công tác phối hợp nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các sự kiện trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Cụm thi đua số 3, các phòng khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Lê Hồng Phong, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã triển khai phong trào thi đua một cách sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Từ đó, phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, từng đơn vị đã bám sát nhiệm vụ công tác, chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh triển khai các chương trình công tác công an. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã thảo luận, nêu lên một số bài học, kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Hội nghị đã thống nhất 6 phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giành những danh hiệu thi đua cao. Cụm thi đua số 2, các phòng thuộc khối Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện 11 đơn vị nghiệp vụ trong cụm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã tổ chức tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, triển khai nhiều chủ trương giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như triển khai phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu và đã đạt được nhiều thành tích cao. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 18 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 171 giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, hạn chế và đề ra những nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong 6 tháng cuối năm 2020 với quyết tâm cao nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương trên quốc lộ 27C nối Khánh Hòa với Lâm Đồng. Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 28 tháng 7 và thực hiện chế độ trực 24/24 giờ. Nhiệm vụ của chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Đạ Chai là thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương. Chốt sẽ kiểm tra tất cả các chuyến xe từ các tỉnh đến Lâm Đồng, tổ chức đo thân nhiệt, sàng lọc những người có yếu tố dịch tễ.
ngoài chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Lạc Dương, tại địa bàn huyện Đơn Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo thành lập chốt trên quốc lộ 27 nối Ninh Thuận với Lâm Đồng. Liên quan đến trường hợp một ca dương tính tại Nhật Bản có trụ sở công ty tại xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, từ chiều ngày 31 tháng 7, một chốt liên ngành gồm các lực lượng công an, y tế, quân đội cũng đã được thành lập ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, công an xã Đa Nhiêm cũng huy động lực lượng tham gia truy vết các trường hợp F2, F3 và vận động người dân không tụ tập đông người, tạm dừng các lễ cưới, tổ chức các đám tang đơn giản để phòng ngừa dịch bệnh. Chiều ngày 4 tháng 8, tại khu cách ly trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đến thăm tặng quà cho tập thể cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm 50 tấm chắn giọt bắn do hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tự làm và các nhu yếu phẩm cần thiết như sữa, mì tôm, thực phẩm với tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa và kịp thời nhằm góp phần động viên tập thể cán bộ chiến sĩ của trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã thể hiện ý chí quyết tâm của hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn đồng hành cùng các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức về an ninh trật tự. Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt giữ 8 đối tượng có quê tại các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đến thành phố Đà Lạt đóng giả làm khách du lịch đến các điểm tham quan để thực hiện hành vi móc túi trộm cắp tài sản của du khách. Theo lời khai của các đối tượng, cả nhóm bắt đầu hành vi phạm pháp từ đầu tháng 7 tới nay. Kẻ cầm đầu là Lê Hữu Lộc đã rủ 6 đối tượng thuê xe ô tô đến các điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt như khu du lịch đường hầm Đất Sét, thác Đa Tan La, chợ Đà Lạt, lợi dụng sơ hở của khách du lịch để móc túi trộm cắp tài sản. Chỉ trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7, nhóm này đã thực hiện chót lọt 10 vụ, lấy được 10 điện thoại di động trị giá khoảng 100 triệu đồng và hơn 50 triệu đồng tiền mặt. Từ tin báo của người bị hại, tiến hành truy xét nhanh, ngày 25 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ toàn bộ 8 đối tượng. Công an thành phố Đà Lạt thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Tú, trú tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Trước đó, từ tin báo tố giác tội phạm, ngày 14 tháng 12 năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do ông Tú điều khiển đang đi giao hàng tại huyện Đam Rông và tạm giữ 30 thùng bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto, 41 thùng bột giặt mang nhãn hiệu A3 và Omo có dấu hiệu giả nhãn mác hàng hóa. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do kinh doanh hàng hóa lưu động, Tú đã lấy hai mặt hàng bột ngọt và bột giặt từ hai người tên Thắng và Toàn ở tỉnh Bình Thuận để bán lại cho các mối hàng nhỏ, và ông Tú biết đó là hàng giả. Tháng 7 năm 2017, ông Tú bị Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt và bị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng giả. Đến tháng 8 năm 2019, Tú liên lạc với các mối hàng và tiếp tục lấy các loại bột ngọt, bột giặt giả đưa về huyện Đam Rông bán. Tại huyện Đam Rông, chỉ riêng một mối hàng tại xã Rô Men, Tú đã tiêu thụ được gần 3,5 tấn bột ngọt Ajinomoto và trên 2,5 tấn bột giặt A3 Omo. Đến thời điểm khởi tố vụ án, cơ quan công an đã chứng minh Tú đã tiêu thụ được gần 750 kg bột ngọt Ajinomoto giả. Phòng Cảnh sát Kinh tế đang trưng cầu giám định với số hàng còn lại để tiếp tục xử lý Nguyễn Thanh Tú. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt hai đối tượng Trần Minh Đạt, 28 tuổi và Đoàn Văn Phương, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 7, Đạt và Phương đón xe lên thành phố Đà Lạt. 23 giờ cùng ngày, tại địa bàn phường 4, phát hiện một xe máy để trong sân một nhà dân. Hai đối tượng dùng kìm cộng lực phá khóa cổng, dắt xe ra ngoài và dùng chính chiếc xe máy mới trộm được, tiếp tục đi trộm cắp. Khoảng 4 giờ ngày 31 tháng 7, cả hai phát hiện hai xe máy để bên đường không có người trông coi tại đường Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt. Đạt và Phương lấy trộm một chiếc xe máy Way, sau đó chạy xuống đèo Mimosa cách hiện trường khoảng 2 km để cất giấu, rồi quay trở lại tiếp tục lấy chiếc xe thứ hai.
Sáng cùng ngày, hai đối tượng chạy một xe máy hiệu Sirius về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gửi lại chỗ người quen, rồi trở lại thành phố Đà Lạt, lấy hai chiếc xe đang giấu trên đèo Mimosa. Khi cả hai đang điều khiển hai chiếc xe máy về tỉnh Đồng Nai, thì bị lực lượng công an thành phố Đà Lạt phát hiện bắt giữ. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Đà Lạt nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, với số vụ và số đối tượng được phát hiện tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đáng chú ý là tội phạm và người sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa. Đây là vấn nạn không nhỏ đối với bản thân người nghiện cũng như gia đình và xã hội. Đêm ngày 23 tháng 4 năm 2020, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt cùng công an phường 9 đã đột kích vào một biệt thự trên đường Trạng Trình và phát hiện 9 đối tượng trẻ tuổi gồm 4 nam và 5 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc trong biệt thự. Các đối tượng khai nhận đang tổ chức mừng sinh nhật bằng tiệc ma túy. Có thể thấy rằng là trong thời gian gần đây thì cái đối tượng phạm tội về ma túy cũng như đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thì có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Cái điều này là ảnh hưởng rất lớn đến cái gây ra nhiều cái hệ lụy trong xã hội. Thứ nhất là đối với này cái bản thân người phạm tội cũng như người nghiện ma túy trong cái độ tuổi thanh niên, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai về nghề nghiệp, về cuộc sống gia đình, cũng như nhiều vấn đề nó gây ảnh hưởng đến cái về vấn đề trật tự an toàn xã hội. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã phát hiện triệt phá trên 60 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với 109 đối tượng. Qua đó đã thu giữ 456 gam ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 34 vụ và tăng 63 đối tượng. Đáng chú ý, tội phạm và đối tượng liên quan đến ma túy tại Đà Lạt có độ tuổi rất trẻ, hoạt động chủ yếu về đêm và gia đình đã bất lực về sự quản lý. Qua công tác này, chúng tôi thấy là cái độ tuổi của đối tượng thì nó chỉ xoay quanh ở trong phạm vi là trong ngoài 20 tuổi. Nó hầu như là cái số này là không có nghề nghiệp ổn định, đều thoát khỏi cái sự giáo dục quản lý của gia đình. Đối tượng này hoạt động là hầu như là chúng tôi qua kiểm tra chúng tôi phát hiện chủ yếu là ban đêm là hoạt động nhiều nhất. Thực tế cũng cho thấy các đối tượng phạm tội về ma túy, nhiều thanh thiếu niên sau khi sử dụng ma túy đã sống kiểu bầy đàn hoặc tụ tập đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự về đêm và tạo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong quá trình triển khai xử lý thì chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên sử dụng chất kích thích là ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện. Những cái đối tượng vi phạm về việc sử dụng ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện thì chúng tôi đã lập hồ sơ quản lý gửi về địa phương để xử lý theo quy định pháp luật. Một số liệu khác, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức kiểm tra đối với 37 cơ sở kinh doanh có điều kiện và đã phát hiện bắt quả tang 15 vụ với 35 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và một vụ với 7 bị can tổ chức sử dụng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiến hành test nhanh ma túy đối với gần 386 đối tượng, phát hiện trên 137 đối tượng dương tính với ma túy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, rà soát và tiến hành đấu tranh, kiên quyết ngăn chặn và không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Sự cố gắng và quyết tâm bài trừ tội phạm ma túy của Công an thành phố Đà Lạt thật đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong tình hình mức độ tội phạm về ma túy ngày càng quy mô, tinh vi và nguy cơ đe dọa đến từng ngõ ngách, từng gia đình, thì đối tượng trẻ hiện nay đang thuộc nhóm nguy cơ cao nhất. Do đó, bên cạnh việc tích cực của lực lượng công an thì mỗi người dân không thể thờ ơ xem nhẹ. Tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ góp phần bảo vệ an ninh trật tự mà chính là bảo vệ cho con em mình, bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi gia đình. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các đồng chí quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.